di chuyển của chúng ta sẽ đi như thế này, tức là các anh mang nặng sẽ đi trước, thì đội hình chúng ta sẽ có 6 người đi trước, thì còn 4 anh sẽ đi hỗ trợ cùng chúng ta. Vậy thì anh Hảo sắp xếp dùm 4 người mang nhẹ nhất thì đi chậm cùng đoàn, còn 6 người mang nặng thì đi nhanh nhất như có thể đến chỗ công trạng. Với Exotic Việt Nam, tham gia các chương trình Eco Team Building là cơ hội trải nghiệm các giá trị tự nhiên như tính nguyên sơ, độc đáo và các giá trị văn hóa truyền thống như tính khác biệt, đặc sắc, nguyên bản. Sự trải nghiệm được thiết kế thành các thử thách Team Building mà tinh thần đồng đội là yếu tố quyết định cho sự chiến thắng của tập thể. Công viên địa chất Đắk Nông được mệnh danh là xứ sở của những âm điệu. Với nhiều điểm tham quan phong phú và nguyên sơ, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đang giới thiệu 3 tuyến tham quan căn bản. Từng chương trình với các yêu cầu riêng của khách hàng, Exotic Việt Nam sẽ đo cắt lại cho phù hợp. Tuyến tham quan thứ nhất với tên gọi Trường ca của lửa và nước. Tuyến này sẽ chạy dọc theo quốc lộ 28 từ Gia Nghĩa đến Krumno, đi qua các địa điểm như trung tâm thông tin, trang trại dê Duy Hùng, làng nghề đan lát mờ nông, mỏ nguyên liệu nhôm, mỏ cao lanh, căn cứ điện Nam Nung, tuyến đi bộ trong rừng, núi lửa Nam Ca, cánh đồng dung nham, cảnh quan đồng lúa ven núi lửa, thác Rây Sáp, thang núi lửa, thác Gia Long. Tuyến tham quan thứ hai với tên gọi Bản giao hưởng của làn gió mới. Tuyến này sẽ chạy dọc theo quốc lộ 14 từ huyện Cư Sút đến Gia Nghĩa, đi qua các địa điểm như núi lửa Băng Mo, thác Băng Rúc, cầu Suối Bốc, buôn làng ED, vườn xoài, các ta phun trào Ba Gian, đỉnh cao su, điểm tiếp xúc Ba Gian và Cát Kết, di tích đồi 722, Đắk Sắc, Ngục Đắk Miêu, Hồ Tây Đắk Miêu, núi lửa Nâm Clê, di tích đường Trường Sơn, điểm liên lạc quân đội Bắc Nam, trang trại Thu Thủy, mỏ đá Sa Pia. Tuyến tham quan thứ ba với tên gọi Âm vang từ trái đất. Tuyến này sẽ chạy dọc quốc lộ 28 từ Gia Nghĩa đến Đắk Lông, đi qua các địa điểm như cà phê Enjoy, bảo tàng âm thanh, chùa Pháp Hoa, điểm gỗ hóa thạch, nhà trưng bày đàn đá, nhà trưng bày cổng chiêng mạ, thác Liêng Nung, cây thần linh, đập thủy điện, cảnh quan hồ Tà Đung, miếu thần đá, thác đá granite, vườn măng cụt. Cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác giúp Đắk Nông đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho hoạt động Eco Team Building. Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Gia Nghĩa là 230 km, kết nối qua quốc lộ 14. Chất lượng đường giao thông rất tốt nên thời gian di chuyển chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng. Chương trình 2 ngày 1 đêm là phù hợp với một đêm lưu trú tại Gia Nghĩa. Hiện nay khách sạn tại Gia Nghĩa tốt nhất có tiêu chuẩn 3 sao, sạch sẽ, đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho lưu trú. Eco Team Building là loại hình du lịch bền vững, thân thiện với môi trường thiên nhiên và văn hóa, mang tính giáo dục và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Hãy trải nghiệm cùng Exotic Việt Nam.